Bà mẹ. Tưởng tượng là đứa mình ghét này đặt đó. Cái đứa tướng trộn yếu tí. Chào mọi người, Trinh đã quay trở lại rồi đây. Đã lâu lắm rồi cô bé ăn hàng không có đi lê la hàng quán cũng như là đi review đồ ăn cho mọi người. Chắc mọi người cũng nhớ lắm đúng không? Nhưng mà Trinh thấy cũng đúng thôi. Dạo này dịch đang rất là căng nên là cái việc mọi người đâu có ai dám ra đường quay đâu. Nhưng mà không sao đâu, Trinh muốn là sẽ được bất chấp con corona luôn. Vì Trinh đã có anh Bảy Tầm đây rồi. Đó, hôm nay Trinh không có cần đi ra ngoài mà Trinh sẽ tự tay nấu món cà ri tại nhà với sự giúp đỡ của người đàn ông đẹp trai nhất nhà Trinh, đó chính là Bảy Tầm. Tầm giới thiệu đi Bảy Tầm. Giới thiệu mày giới thiệu hết rồi, tao giới thiệu gì nữa. Giới thiệu lý do làm sao mới xuất hiện clip nè. Tại mày kêu nấu cà ri, tao leo từ dưới quê lên đây, tao nấu chỉ mày nấu cà ri mà tao lo biết mày nấu được hay không. Được, ba cứ đứng đây là con sẽ làm được hết rồi. Ba cứ đứng đây ba rồi, chỉ rồi, rồi. Con làm cái gì ba chỉ là được hết, không sao hết. Đó, bây giờ chủ đề ngày hôm nay là Trinh sẽ tự tay nấu món cà ri từ A đến Z luôn. Bảy Tầm không có làm gì hết, chỉ đứng đó chỉ chỏ chỏ, chỉ dạy Trinh nấu thôi. Nếu mà Trinh nấu ngon á là do Trinh giỏi, còn nếu như mà nấu không ngon là do cách công thức của Bảy Tầm sai. Trinh hát gì đi ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Bắt okay. đầu rồi. Ok, bắt đầu. Vô. Kiều ơi, bưng nguyên liệu lên em ơi. Thử cái tay. Mình cứ đứng đây chưa? Bà sắp theo thứ tự nghe, con không có nhớ đâu á. Rồi bây giờ bắt đầu chặt gà đi. Chưa đâu, phụ kiện xong hết chưa, nguyên liệu xong hết, bà coi xong hết chưa nguyên rồi đủ rồi chưa? Chưa? Ừ. Rồi bây giờ trước khi mà mình thực hiện này thì hai cha con mình phải làm cái gì, ba nhớ chưa? Nhớ. Rửa tay sạch sẽ xịt nó. Đầu tiên đó chính là con gà. Con gà này 1.2 kg. Rồi đây con gà này 1.2 kg, cỡ từ 8 đến 10 người ăn nha mọi người. Tiếp theo là sả. Tiếp theo đó là bột cà ri. Này là mấy loại bột hay một loại bột? Hai loại bột cà ri nha mọi người. Sả tế. Rồi, đây là sả tế. Trinh thì hay quên cái này, hay ba Trinh sẽ hay nhắc. Còn này là khoai môn. Đây là món Bảy Tầm rất là thích trong cà ri tại nhà nấu. Khoai môn. Cái củ hành. Còn cái này là củ hành tây. Đó. Còn cái này là tim gan phè phổi. Tim với lại mề mọi người. Còn này nước dạo. Nước cốt không ba? Nước cốt dạo. Còn cái này là nước cốt dạo. Và Trinh có cái này Trinh chia sẻ luôn, đó là người Sài Gòn hay là người miền Bắc hình như nấu cà ri người ta không có bỏ nước cốt giống như người miền Tây. Chỉ có người miền Tây, miền Nam thì nấu ăn mới bỏ, nấu cà ri mới bỏ nước cốt thôi. Đúng. Tại vì Trinh ăn mấy chỗ cà ri trên Sài Gòn này rồi cũng không có bỏ nước cốt giống như nhà Trinh. Rồi, còn muối, đường, bột ngọt, nước mắm gì là sau lưng Trinh thì cái đó là tùy mọi người nêm nếm thôi. Rồi bây giờ mình vô ra công đoạn đầu tiên rồi ba. Gà này gà ta hả Bảy Tầm? Gà ta. Đó, gà này 1.2 kg cho mọi người. Rồi dạ, mới vô thấy khó chơi, biết bị chặt được không, chặt vô tay. Không lẽ giờ con dao rồi mà kêu ba chặt giùm, thiệt nhỏ lớn mà chặt gà đâu đi. Giờ con hỏi bí quyết cái này, giờ chặt cái ra. Chặt có nghĩa là mình dơ lên. Ê, đâu bút, được. Bút cái bụp xuống rồi nó nứt ra hay sao? Chặt cái giò chưa? Thì ý con hỏi cái cách chặt đó có nghĩa là mình dơ lên cao mình chặt xuống hay là mình cầm con gà vậy mình chặt xuống? Cầm chặt chặt. Chặt vậy xuống không? Không phải là dơ lên cao bút cái bụp xuống không? Không. Cầm gà cái giò ra riêng. Quay. Khó ăn dữ vậy. Vậy hả? Rồi chặt đi. Dễ không? Chặt đứt luôn. Dao này bén rồi. Bén. Rồi bỏ cái giò vô đó đi. Đó. Chặt thêm cái giò nữa. Rồi. Phải học vậy mốt về làm dâu người ta chứ. Rồi chặt cái cổ. Chặt cái đầu hay là không? Không, chặt tới đây. Đây không ạ? Rồi đúng. Bụp xuống này. Bụp. Mạnh giống như nó ngọt. Rồi. Không, để đó đi, chặt chẽ dạng gà hai gà. Hai gà đứng lên. Cầm cánh gà. Đặt đâu? Bà không có đụng vô, đang ra rồi. Cứ vậy hả? Chặt đây nè. Rồi. Đặt xuống không? Bỏ xuống không? Bỏ xuống. Mạnh không ba? Mạnh cho nó đứt ra, chả hai gà nè. Chết rồi. Mạnh xuống cho đứt hai gà. Rồi. Trời ơi, bà thấy chưa? Khoan, từ từ. Nhỏ lớn ba không có cho con đụng vô, thấy chưa? Nói chung là Trinh chia sẻ xíu luôn là nhỏ lớn là ba nhà Trinh rất là cưng con gái. Không có để cho con gái nó ăn. Để qua cưng. Bên đó Nguyễn. Chặt cái cánh gà trước. Chặt cái cánh gà trước. Chặt luôn hả ba? Chặt luôn. Vậy phải không?
khó thiệt đó mọi người ơi. Cầm vậy được không? Ừ, đúng rồi, cầm vậy mới đúng. Rồi bỏ vào đó. Cái đùi rồi chỉ ở đây, chỉ ở đây. Dạ. 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 Cái đùi ra. Tao không được đụng vô ngang vào nhau kèo, chỉ thôi, chỉ thôi. Ghê quá ba. Rồi rồi đó, vậy đó. Cầm cái đó. Cái chuyện vô tay. Ê. Mạnh chút. Rồi để cái đùi qua đó đi. Rồi chặt cái cầm ra lên. Cầm cái đầu này nè, cầm đầu này. Rồi lật lại, lật lại. Đặt ở đây. Rồi chặt cái. Rồi hiểu. Xong rồi, xong rồi. Cái này chặt làm ba. Chia làm ba. Ừ. Này khó biết trong các công đoạn. Rồi. Bự quá không phải là, nhỏ nữa. Thêm cái nữa đi. Thêm cái nữa đi. Không, thêm hai thì trẻ hai. Ai chứ cái hai. Mạnh. Ừ, rồi. Xong. Rồi bỏ qua bên đó. Ở này cái này cũng vậy luôn. Rồi này cũng lại chia ba. Chia ba. Rồi. Rồi được rồi. Mà tụi em xong tụi em chỉ khó cạp ngay tụi em. Rồi, rồi lại chúng chặt cái cánh ra chưa? Cầm cái cánh. Rồi cứ hướng cái, hướng cái hả chặt. Rồi chặt. Biết là vậy rồi. Ừ. Không có nát gà. Nó không nát mà con chặt thấy nó cũng nát rồi đó. Là chặt không ngọt. Rồi lấy cái cứ như vậy đó, hướng cái đi hả chặt. Rồi chặt. Căng cái ông thử nha. Rồi, thứ hai ra như nãy nữa. Thứ hai ra như nãy. Ừ, đó vậy đó. Rồi chặt. Ừ. Rồi chặt ba. Chặt lần ba. Đó, đúng đúng. Ừ. Rồi. Rồi đó chặt lần bốn. Bốn. Mạnh. Rồi, cái nữa được rồi đó. Rồi được rồi. Rồi lấy cánh ra chặt lần hai. Rồi còn cái này nữa, rồi cái này. Khoan khoan khoan. Xây lại, xây lại. Rồi rồi đó chặt vậy đó. Rồi hướng ra chặt cái. Rồi, rồi được rồi đó. Rồi lấy cánh chặt làm hai. Còn cánh nữa hả? Cánh rồi còn cổ nữa anh chị. Này cứ ra. À, chặt là hướng cái đi chặt làm hai thôi. Rồi. Rồi cái kia cũng vậy luôn. Thang ra. Rồi rồi chặt ngang đó cái đi. Rồi cái này chặt cái nữa đi. Ừ. Rồi cổ. Cổ. Bạn mẹ. Bạn mẹ. Chặt đây với đây, chặt làm ba. Chặt làm ba, ok. Ừ. Cái nữa. Tưởng tượng lại đứa mình ghét này, chặt nó. Tưởng tượng lại đứa mình ghét này, chặt nó. Lấy hai cái giò, kẹp thẻ hai cái giò đây. Hai giò đâu? Hai cái giò, hai móng giò thôi. Ừ, hai cái trứng đó. Cái trứng đây. Chặt ngang đây mà chặt đứng cho đứt. À, con hiểu rồi. Để cho nó ngắm thì gì? Rồi, chặt. Đứng cho đứt hả? Ừ. Rồi, được rồi. Đó, cái gì ba? Cho nó thấm, cho nó thấm gì? Rồi, rồi, vậy xong rồi đó. Được chưa? Rồi. Đó quý vị, lần đầu tiên chặt gà mất 5-10 phút gì đó. 10 phút hay bây giờ? 10 phút. Còn phải đồng cắt thì bao nhiêu phút? 5 phút à. Rồi, chặt gà xong rồi, vậy mình vô luôn đi. Dạ, rồi, nồi đây. Rồi. Bắt lửa lên. Mọi người ơi, cái này chắc ba Trinh giúp Trinh chứ bếp của Trinh chứ Trinh xưa giờ chưa có biết xài cái bếp điện này. Ba bấm nè, ba bấm giùm nha. Ba bấm, ba bấm giùm đâu có đụng vô đồ ăn đâu mọi người, chỉ là bắt giùm cái bếp thôi. Rồi, ba bắt giùm con đi. Ủa dễ vậy hả? Có gì đâu khó. Rồi bắt nồi lên, dỡ nắp ra. Nửa chén, nửa chén. Nửa chén dầu. Rồi. Rồi, được không? Đổ vô hết luôn. Nửa chén dầu ăn là đầu nửa chén dầu ăn là đầu tiên nha các bạn. Ba mình giỏi nhiều, mình lộn trọng nhiều. Rồi, rồi, lấy gì nữa ba? Rồi, con chén nước mắm vô đây. Con chén nước mắm vô đây rồi, để con làm cho. Để chén. Chinh Chinh làm cho. Để làm cứ đứng đó chỉ thôi. Một chén luôn hả ba? Hơn nửa chén rồi. Hơn nửa chén. Rồi. Chút nữa. Rồi. Rồi, ok. Nước mắm là hơn nửa chén nha các bạn. Ừ. Ê, chưa. Ủa chưa? Để qua đó. Để qua đó. Rồi, thì gì nữa ba? Đợi nó lấy đôi đũa. Lấy đôi đũa rồi. Ấy ấy nó nóng chưa? Nóng chưa? À nó soi soi đũa lên rồi mới nóng. Rồi lấy xả qua. Rồi chuẩn bị nóng. Lấy xả qua. Lấy xả qua. Đủ hả?
hết vô. Hết vô. Mình đợi dầu nó nóng rồi mình đổ xả vô nha các bạn. Đổ hết vô luôn. Hết vô luôn. Chừng nào nó thơm lên thì mới đổ gà vô. Chừng nào nó thơm lên là mình đổ gà vô các bạn. Ba nghĩ sao lần này là con tự nấu được không? Tự nấu mình không có ba luôn á, được không? Nhắm được không? Chưa chắc à. Đó. Để cho nó thơm lên. Đó. Mình nên đảo vậy không ba? Đảo, mình nên, đảo, mình đảo nên, cho nên, nó nên đúng không? Nên đúng không? Rồi được rồi, để im rồi. Đi. À. Thơm thiệt á. Ba Chinh là có hai món sở trường, một món là thịt kho hột vịt, với món thứ hai là cà ri gà này. Chinh sẽ quyết Chinh học được. Để sau này về nấu cho chồng ăn cho nó ghiền chơi. Rồi bưng gà ra, bưng gà ra qua. Bưng hết luôn hả? Lấy gỗ thôi ba hả? Không, bưng luôn để nhiễu nước. Nhiễu nước. Rồi bây giờ để cho vô đi, bóc vô. Bóc, bóc à. Được phải không? Bỏ cái gà vô nha à. Mọi người. Xả thơm là bỏ gà vô. Mình không có sợ nó văng đâu mọi người, nó không văng gì hết á. Rồi bỏ đồ lòng vô. Bỏ đồ lòng vô. Bỏ đồ lòng vô nha mọi người. Đồ lòng vô. Rồi nè, bỏ chén vô đây. Xào lên. Xào lên. Xào lên. Ba mình cũng đứng ngoài ngứa tay lắm. Vịn cái này một cái. Rồi. Xào cho đều hết. Thấy mình làm lộng cộng nó cũng ngứa tay lắm. Ngứa chứ. Ngứa không? Ngứa sao ngứa. Ngứa sao ngứa. Xào cho nó đều lên. Dòm cái miếng thịt gà nó tái lắm. Chứ bình thường ba nấu ở đâu vậy? Ba nấu nồi than hay ba nấu lò này? Nấu lò than với nồi lò này cũng nấu được nhưng mà nó không bằng. Đi bật đi. Vậy là bí quyết là nấu bằng lò than ngon hơn lò ngon hơn lò than là ngon hơn. Đó, mình phải chia sẻ với mọi người nấu bằng lò than là ngon hơn. Thịt kho hột vịt cũng vậy luôn mọi người. Chinh thấy là ba Chinh kho bằng lò than không à? Bí quyết là kho bằng lò than, nấu bằng lò than sẽ ngon hơn. Cái này sao mình biết nó ấy ba? Nè, nó tái tái vậy được rồi nè. Ừ. À nó màu rồi, tái bây giờ tái đổ rồi. Nước mắm vô. Màu màu của con gà bắt đầu tái là mình sẽ bỏ nước mắm vô nha mọi người. Đổ hết lượng luôn. Đổ hết luôn, hết luôn. Đó. Đổ ngứa cho đều ra. Ngứa cho đều. Rồi bỏ chén qua đây. Con gà tái là mình sẽ bỏ nước mắm vô các bạn nhớ nha. Rồi đây. Rồi lấy miếng bột ngọt. Lấy miếng bột ngọt. Nè bột ngọt đó. Bột ngọt đây. Rồi để 4 muỗng vô. 4 muỗng bột ngọt nha các bạn. Muỗng này nhỏ nhỏ hơn muỗng cà phê xíu nha các bạn. 4 muỗng bột ngọt. Rồi. Rồi. Hỏi gì nữa ba? Hết bao nhiêu đường, một bên đường. Bên đường. Cho hết luôn. Hết cái này luôn. À, hết luôn. Đổ xuống đây, đổ xuống. Hết đây. Luôn hả? Rồi, hết luôn. Ngọt dữ vậy ba? Đâu có ngọt đâu, vậy gì nó mới thấm. Rồi. Ủa. Hỏi gì nữa? Rồi trộn, trộn. Trộn, trộn. Sau khi bỏ đường với bột ngọt vô thì mình trộn lên các bạn. Thôi cái đứa tướng trộn yếu tí. Thôi cái đứa tướng trộn yếu tí. Vậy? Rồi bây giờ cái tướng trộn con gì ba nói lớn lên con nghe. Mày á. Mày. Trộn cho đều lên. Cái tướng mình đứng trộn mà bảy lòng nó có kìa. Đang nấu ăn nghe bảy lòng nghe. Chưa đều bữa nay. Cho nó đều đi. Sữa, sữa lại chút chân này đậu xá. Rồi 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 giờ bỏ sa tế vô. À! Bỏ sa tế vô. Sa tế vô. Đây, lúc mà đảo gà mọi người cần rồi lấy cà ri. Cẩn thận cái nước ở trong nồi văng lên tay giống như Chinh nghe. Trộn cho đều đổ phần nửa. Trộn đều hai cái bột này với nhau xong mình đổ cho phần nửa thôi. Chọc 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 chọc. Đổ phân nửa nước cốt giảm này vô nha mọi người. Rồi rồi rồi. Đây đây. Đây đây đây.
Rồi trộn cái nữa đi. Hai cái này dễ trộn. Trộn thì phải đẩy lại. Sau khi đổ phân nửa nước cốt chảo vô mình trộn, rồi xong mình đậy nắp lại. Đậy nắp lại khoảng bao nhiêu phút ba? Đậy nắp lại chừng bao nhiêu phút? 10 phút. Cho mọi người biết. 10 phút. Đậy nắp lại chừng khoảng 10 phút. Cơ gạo nó mềm hay sao ba? Ừ. Rồi trong khi chờ này khoảng thêm 5 phút nữa. Bây giờ con muốn hỏi Bé Tầm vài câu là món này ai chỉ cho Bé Tầm? Bà nội. Bà nội mình hả? Bà Tâm đúng hả? Ừ. Ủa? Bà nội nó ăn giỏi vậy đúng hả? Ờ, nó bà nấu, bà chị. Mà sao chú Long không biết gì hết vậy? Chú Long con cưng mà đâu có. À, giờ chú Long, bà nội là bà chị nội chỉ nấu cho bà hết. Rồi món thịt kho hộp vịt là cũng bà nội luôn. Là ba nấu ăn là nhờ bà nội hết. Là ba học từ bà nội hết, ba không học từ ngoài. Không. Chính đây Chinh con biết bà nội Chinh nấu ăn ngon. Đó, những gì ba Chinh biết là do bà nội truyền lại hết. Vậy bà nội xưa làm gì ba? Đó, nấu đám cưới. À, bà nội của Chinh ngày xưa thì là nấu bếp, nấu đám cưới cho người ta. Đó, kiểu là đi nấu, gọi là nấu gì ta? Nấu gì ta? Thợ nấu đám cưới. Thợ nấu đám cưới. Cái câu ngày xưa người ta nói gì? Thợ nấu, gọi là thợ nấu đó mọi người. Đó. Sau khi 10 phút này rồi mình làm gì nữa ba? Sau khi nó mềm mình tiếp theo nó chưa lại. Chưa, nó chưa mềm đâu, mình đổ nước cho thêm nữa. Sau khi cái này được 10 phút là mình sẽ đổ thêm cái phần nước cốt hồi nãy còn dư á, mình đổ vô hết. Là gì nữa? Tiếp theo là gì nữa? Khi nó sôi lên mới đổ môn vô. Rồi. Khi sôi lên mới đổ khoai môn vô. Còn cái này khi nào tắt lửa mới đổ vô. Rồi, hành là khi nào tắt lửa mới đổ vô. Với nước cốt đặc là tắt lửa mới đổ. Còn một chén nước cốt đặc nữa nha mọi người, nguyên liệu là còn một chén nước cốt đặc nữa. Mà nãy là nguyên cái thao nước cốt chảo thôi. Món cà ri này thì hầu như Chinh mời bạn bè Chinh ăn, ba Chinh nấu là ai cũng thấy ngon hết, chưa có ai khen dở. Không biết là nó có nãy mặt Chinh nên nó không dám chơi dở hay không thì không biết, nhưng mà Chinh mời nhiều rồi ba không có được động vô, ba cứ hứa tay hoài vậy ba. Đâu động gì chơi thôi. À nó động chơi chơi thôi chứ đâu. Chứ đâu có động gì. Quê quá đi vô luôn mày. Chờ khoảng 2-3 phút nữa mọi người. Bỏ thêm nước cốt rồi vô. Trong này nó chén nước cốt đặc. À cái này là chén nước cốt đặc này mọi người. Chén nước cốt đặc này mấy mình nạo mấy dắt mấy trái dừa ba? Hai trái dừa khô. Hai trái dừa khô ra chén nước cốt đặc này. Mọi người thông cảm kiểu đứng ngoài Bể Tầm ngứa tay quá vô. Phải không? Ngứa tay đúng không? Kiểu quen rồi. Thấy cái tay ổng cứ đi ra đi vô nhìn cái nồi là hiểu rồi đó. À, được chưa? Đó, được chưa? Đó. Thôi thổng liệu nha. Thịt mềm rồi mình đổ thêm nửa phần nước cốt còn lại vô. Nước cốt dảo. Đổ hết vô. Sau khi đổ cái này đợi thêm 10 phút nữa nha mọi người. Chưa cặn lại. Đổ vô vừa thôi, chưa cặn lại. Đậy nắp lại tiếp hả ba? Có chọn không? Rồi. Đậy nắp lại. Chờ 10 phút nữa. Rồi sau đó bỏ khoai môn vô. À, xong chờ 1 phút. Dũng sĩ diệt cùi, diệt nó đi. Đây nè. Nè. Quay chưa? Chết. Rửa tay dùng xịt cho. Chú không nằm như đập mũi luôn á trời. Ôi, giờ tới gì ba? Đây là bỏ môn vô. Đang nấu cái mùi này bỏ nhẹ nhẹ để dăng nó hắt xì không biết sao đây. Mùi mà cắt hơi bự không ba? Không vậy không được, nhỏ quá nó gã. À nhỏ quá là nó gã. À, khoai môn mình nên cắt bự bự vậy nha các bạn, tại vì cắt nhỏ quá nó mềm nó rã ra. Rồi cái này nắp lại không? Rồi đậy lại. Có đợi nữa không ba? Đợi chứ. Đợi bao lâu nữa? 10 phút nữa. 10 phút nữa. Rồi đợi 10 phút nữa nha các bạn. Rồi, sau khi bỏ khoai môn vô 20 phút thì bây giờ mình thử khoai môn coi đã mềm chưa, đúng không mấy đồng? Thử khoai môn coi đã mềm chưa. Nếu mềm là được, mà nó có mùi thơm mà nó mọi người. Sọt đũa vô vậy hả ba? Ừ, để vào đây. Để vào đây sọt. Đó, mình sọt kìa nè mọi người, thử khoai môn mềm chưa, mềm rồi đó ba. Ừ. Ôi thơm ghê. Rồi, rồi sao nữa ba? Rồi tắt nếm, lửa. Nếm thử. Rồi nếm thử, nếm thử. Nếm thử, bỏ con bỏ đũa. Thử coi mùi chưa. Chút
con tự nếm luôn nha, con tự nhắm là được hay không Dương ăn nha. Con thấy hơi ngọt chút xíu. Hồi cái này vô nó lạ. À hồi kia vô đỡ hơn không? Ừ, đó, lạ. Rồi tắt lửa. Ok, này xong mình tắt lửa. Sau khi tắt lửa là mình sẽ bỏ bỏ củ hành. Bỏ củ hành nữa là tắt tắt sao ba, tắt sao ba. Tắt nước nè. Tắt. Rồi, đó tắt lửa mọi người. Rồi giờ lấy củ hành. Rồi sau khi chế nước cốt đặt vô xong mình thử lên lần nữa coi nó có ngọt mặn gì nữa không. Nước cốt nó lạc vô nó đỡ được. Ừ, bài tầm xuất sắc vừa rồi. Vừa đúng không? Ừ. Vừa rồi mọi người. Không có ngọt nữa, không có ngọt như lúc nãy chim thử nữa. Rồi bây giờ chuẩn bị múc gà tô vậy đó. Xong rồi, bây giờ mình múc gà tô được rồi đó các bạn. Quế ơi, cho tô. Bún giá rau. Rồi, đầy đủ. Cái tô. Muối ớt chanh cái tô dưới này vậy đó. Ừ. Đó, tô đó là tô múc ra. Rồi mình để bún lên phải không bà? Để bún lên phải không? Rồi, lấy cái này dít bún rồi. À, cái này bạn các bạn muốn ăn với bánh mì cũng được, mà không ăn bánh mì. Bánh mì thì không có ăn bún, còn nếu như ăn bún thì không ăn bánh mì. Rồi đó, Chinh thì Chinh ăn bún. Dít phần dít phần nửa bún. Chinh thích ăn bún cà ri chứ không có thích ăn bánh mì chấm cà ri. Đó, bỏ rau vô khoảng ba. Bỏ rau vô sao? Bỏ rau vô. Cái này là giá lùn nha mọi người. Nè, má Mỹ Thiên quay vô nè, giá lùn. Rồi nhiêu được rồi. Bỏ rau vô luôn hả ba? Bỏ rau vô luôn. Lạc chứ lạc, hả? Lạc lạc lạc. Mày ra mình sẽ lạc. Rồi xong chưa ba? Múc cà ri vô được chưa? Múc cà ri vô. Múc cà ri vô. Giờ múc cà ri vô nha các bạn. Mình thích ăn cái gì thì mình múc cái đó. Để trước tiên làm cục phải mua trước đi. Cái quan trọng là cái nước thôi các bạn. Cái nước ngon quyết định của múc đùi được để lên. Lên tao quay. Xong. Đây 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 mọi người ơi, để ra đây. Đó, nặng một miếng chanh vô. Xong rồi mới dọn lên đi nếm thử nha. Rồi, rồi, bảy tầm thử. Được không, được không? Mấy điểm, mấy điểm, mấy điểm. Chưa, để thử bún cái nữa. Ngon không, ngon không? Rồi, được rồi. Đó, bây giờ thang điểm 10, giờ 3, bảy tầm chấm con nhiêu điểm? 9 điểm. 9 điểm luôn, coi gã được rồi, coi gã được rồi. Trời ơi. Gã, có tao mới nấu được vậy, không có sao mà nấu được vậy. Ơi, thử lần sau nấu mình cho ba coi. Ngon lắm mọi người ơi. Đói bụng quá ba. Ngon quá. Mọi người có cũng hồi mọi người ăn luôn. Đó, mùa dịch mọi người ở nhà không biết làm gì á thì mọi người cũng có thể là nấu ăn cùng người thân giống như Chim vậy nè, mình học hỏi thêm nhiều món từ ba mẹ của mình hay là ông bà của mình vậy đó. À, nếu như mọi người thích video này á thì mọi người nhớ bình luận phía bên dưới cho Chinh biết nha. Còn mọi người muốn những video tiếp theo của Chinh mà có sự xuất hiện của anh Đẩy Tầm thì mọi người cũng nhớ bình luận ở phía dưới cho Chinh biết luôn nha. Mọi người nhớ like, share và follow kênh YouTube của Chinh nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Mua. Có làm gì vậy? Có làm gì không nghe cái chuột vậy? Ba gì làm gì vậy? Ba gì làm gì cái chị nghe vậy nè, ba làm gì luôn chúng con rồi vậy được chưa được chưa.